Sau đây là kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3, ngày 21 tháng 2 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 74. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 749. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3932, 8730, 6223. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 2049. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 05690, 91956, 50236, 62048, 42493, 37750, 30041. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 24544, 87718. Giải 2, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 25566. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 35168. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 389786. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 389786.